Cô xin chào toàn thể các con. Rất vui lại được đồng hành cùng với các con trong giờ học tạo hình ngày hôm nay. Các con ơi, vậy là mùa xuân đã đến rồi. Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở. Và hôm nay cô Ngân muốn hướng dẫn chúng mình vẽ những bông hoa mùa xuân thật đẹp. Để vẽ được những bông hoa thật đẹp, bây giờ cô mời chúng mình cùng đứng lên màn hình để xem một số hình ảnh với cô nhé. Nhiều các loại hoa đấy, như hoa hướng dương này. Hoa gì thường nở vào mùa xuân? À đúng rồi, hoa đào cánh tròn này, và rất đẹp phải không nào? Còn đây là hoa ban cánh dài và mỏng đấy. Chúng mình vừa quan sát rất nhiều loại hoa rồi, bây giờ cô cùng các con sẽ vẽ về vườn hoa mùa xuân nhé. Đầu tiên, vẽ vườn hoa phải có đất đúng không các con? Cô sẽ vẽ bằng một đường cong dài. Phía trên, cô sẽ vẽ một bông hoa. Nhị hoa là nét cong tròn này. Cánh hoa hình tròn. Những cánh hoa được xếp cạnh nhau đấy. Bông hoa còn thiếu gì? À đúng rồi, thiếu cánh hoa này. Và cánh hoa. Và lá hoa. Cô vẽ là nét cong dài đấy. Cô sẽ vẽ bông hoa thứ hai. Cô sẽ vẽ cánh hoa là những nét cong dài. Những cánh hoa cũng được xếp cạnh nhau đấy. À, cô vẽ thêm lá cho hoa này. Một lá, hai lá này. Vườn hoa có rất nhiều các loại hoa khác nhau. Cô sẽ vẽ thêm một bông hoa nữa. Bông hoa này cô sẽ vẽ nhỏ hơn đấy. Một bông hoa cánh tròn nữa. Bông hoa rất đẹp phải không nào? Chúng mình cùng quan sát cô vẽ tiếp nhé. À, cô sẽ vẽ một bông hoa cánh dài nữa. Thêm lá hoa này. Cô sẽ vẽ thêm một bông hoa nữa nhé. Bông hoa này ở xa nên cô sẽ vẽ nhỏ hơn một chút. À, tiếp theo vẽ gì đây? À, cô thích những đám cỏ xanh. Cô sẽ vẽ những cây cỏ nhỏ xinh ở dưới mặt đất. Một cây, hai cây, ba cây. Những đám cỏ thật xinh phải không nào? Và để bức tranh thêm sinh động, cô sẽ vẽ những chú bướm bay trên vườn hoa nhé. Cô sẽ vẽ thêm một chú bướm nữa. Mình ơi, thì hoa rất đẹp này và còn có mùi hương nữa nên bướm và ong rất thích bay trên vườn hoa đấy. Ở trên cô sẽ vẽ thêm ông một ông mặt trời bằng bên cạnh là những đám mây nhỏ xinh đang bay lơ lửng ở phía trên bầu trời đó các con. Vậy là cô đã vẽ xong bức tranh rồi. Tiếp theo, cô sẽ lấy màu để tô cho bức tranh của mình nhé. Cô sẽ lựa chọn màu nâu để tô nền đất. Chúng mình nhớ khi tô, chúng mình tô đều tay và không chườm ra ngoài nhé. À, cô đã tô xong nền đất rồi. Cô sẽ tô nhị hoa nhé. Nhị hoa màu vàng này. Cô sẽ chọn màu hồng. Các con nhớ khéo léo để tô thật mịn và không chườm ra ngoài nhé. Lá hoa chúng mình tô màu gì? Đúng rồi, lá hoa chúng mình sẽ chọn màu xanh lá cây nhé. À, bông hoa rất là đẹp phải không nào? Bây giờ cô sẽ tô bông hoa tiếp theo nhé. Nhị hoa cô lại tô màu tím này. Cánh hoa, cô
người sẽ chọn màu xanh da trời. Các con chú ý, khi chúng mình tô bông hoa, chúng mình tô những bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau để cho vườn hoa thêm đẹp nhé. Ôi vườn hoa, những bông hoa thật là nhiều màu sắc. Các con thấy vườn hoa có đẹp không nào? Cô sẽ tô nhanh tay này. Chúng mình chú ý không tô trườm ra ngoài nhé. À, cô đã tô được hết những chi tiết của bức tranh rồi đấy. Bây giờ cô sẽ chọn nền cho bức tranh. Cô sẽ chọn nền màu vàng. Chúng mình nhớ khi tô, chúng mình tô nhẹ tay này và thật là đều màu để cho bức tranh thêm đẹp nhé. Vừa rồi, cô Ngân đã hướng dẫn chúng mình vẽ những bông hoa mùa xuân rồi. Ở nhà, các con nhớ bảo ông bà, bố mẹ chuẩn bị cho chúng mình những nguyên liệu như giấy trắng, bút sáp màu để chúng mình vẽ những bông hoa mùa xuân thật đẹp. Chụp và gửi lên nhóm Zalo của lớp cho cô và cả lớp cùng xem nhé. Cuối cùng, cô Ngân xin chào và hẹn gặp lại các con ở video lần sau.